Anh thì đang nuôi với lại ba người con của mình, và vợ của anh thì lại bỏ đi rất là bỏ đi cách đây hơn một năm rồi, phải không anh? Đứa con. Và hai giờ đến thời điểm này giờ này thì hai con của anh chưa đi học về. Xây lên chừng 20 cục gạch thôi, đổ cái đà kèn, bắt đầu là lắp kiềm chế, lắp tôn. Ở khoảng 50 triệu được hả? Ừ. Chứ cái này em thì bây giờ vận động thì không có được nhiều nè, bây giờ rồi. Khoảng tầm 30 mấy triệu thôi. 30 mấy triệu là không đủ, cái phần này bây giờ nó không có đủ. 1.200 USD cộng với 11 triệu 701 nghìn đồng. Xin cô bác chứ mấy anh chị bên Mạnh Thường Quân thôi giúp đỡ vậy thôi, mà giúp cho Sang vậy cũng là Sang rất cảm ơn là rất nhiều. Dạ. Quân khóc nữa hay vậy? Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay vào thời điểm này cũng mới vừa làm ra, thì Bùi Hồ tranh thủ chút thời gian của mình để đến nhà của anh Sang. Và hôm nay thì Bùi Hồ có mời được anh Chiến thợ hồ. Là thợ hồ. Anh Chiến năm nay làm bao nhiêu năm rồi anh Chiến? Năm nay 10 năm rồi. À, để mà đến cái ngôi nhà của anh Sang, để mà có thể tính dự toán được coi xây cái ngôi nhà anh Sang là khoảng bao nhiêu tiền. Thì trong cái thời gian khoảng 5-6 ngày vừa qua thì Bùi Hồ cũng nhận được khá là nhiều tiền của quý Mạnh Thường Quân. Và hôm nay thì nhờ anh Chiến chia sẻ. À, anh Chiến ơi, thì bây giờ như thế này là em thì có dự định là xây nhà năm 12 cho anh Sang đó. Và anh Sang thì năm 12 tiền, dạ ngang 5 dài 12 mét dạ. Ha. Thì nó khoảng 60 mét vuông. Thì anh Sang mình sẽ xây ở đâu anh Sang? Dạ bên nền bánh. Ở đâu anh chỉ em vậy? Bên đi qua đây. Hôm nay thì biết được như thế này vui không anh Sang? Rất vui. Nói cho mấy đứa nhỏ nghe không? Có. Nó nói gì không? Bốn đứa con mà cũng vui. Chết luôn. Ừ. Không có ruộng đất ở đậu của ông già vợ á. Hoàn cảnh. Hôm trước em thông tin với anh dọn hết trơn hả? Dạ. Dạ dọn. Ở đây nè, cách đây nè. Ngang này được 5 mét không ta? Dạ được, 5 mét. Được 5 mét hả? Dài là như dài 12 mét là tới cây ấy đó. Cây xoài hả? Cây tắc. Từ mí này nè, từ mí này đây ra đó là 12 mét. Tới cây tắc mị xa đằng kia đó ha. Dạ. Là 12 mét. Là anh Chiến có thể anh cho em biết là dự tính của mình là khoảng bao nhiêu tiền không? Nếu như mà mình ở phần ở dưới á là mình sẽ cuốn nền, ở dưới này mình sẽ cuốn nền ha. Cuốn nền anh tính bây giờ trong này nền, bây giờ lót gạch bông. Ở trên thì mình làm tiền chế, tại vì bây giờ tiền của mình cũng không có nhiều. Lót gạch bông, lót gạch bông phải không? Dạ. Nếu mà làm tiền chế lót gạch bông ở dưới thì cũng như là bữa nãy là 5-12. Dạ. 5-12 là 5-10-50 là 60 mét. Dạ. 60 mét là nếu mà gạch bây giờ là nó phải 60 mét là tính ra là 60 mấy. Là khoảng 30 triệu, 30 mấy triệu là mình làm đủ không? Bao triệu là nó là không đủ, bây giờ lót gạch bông dưới mà làm không đủ. Bây giờ ton bây giờ là một mét của nó là tới em 4 ton 450 thì cho nó giá 100 đi, phải không? 100. Anh không đủ. Anh là làm lâu năm rồi đó thì nó khoảng dự tính là 5-12 thì nó khoảng bao nhiêu tiền? Nhắn gọn cho em dễ hiểu đi. Mà sao? Cuốn nền chiều ngang 5 chiều dài 12, ngăn thành hai phòng có nhà vệ sinh. Là xây tường hay là làm tôn? Ở trên là làm tôn là khoảng bao nhiêu tiền? Cái này nếu mà làm từ giá là 50 triệu mới đủ. 50 triệu ha. Ừ. Mới đủ. Mình cuốn nền thấp thôi anh. Không á, anh cuốn chỉ hai cục gạch đổ đà. Dạ. Cuốn cái nhà bây giờ nữa không ngập, bây giờ nếu mà vận chuyển đường vận chuyển vô đây thì nó cũng quá, bây giờ anh lên anh cán xây lên chừng 20 cục gạch thôi, đổ cái đà kèn. Bắt đầu là lắp kiềm chế, lắp tôn. Ở khoảng 50 triệu được hả? Ừ. Chứ cái này em đó. Thì bây giờ vận động thì không có được nhiều nè, bây giờ rồi. Khoảng tầm 30 mấy triệu thôi. 30 mấy triệu là không đủ, cái phần này bây giờ nó không có đủ. Dạ. Bây giờ tính giờ tôn với sắt thôi, còn không mấy không đủ. Làm nhỏ lại giật lại. Là giật lại là bao nhiêu? Giật lại là cũng như 4 mét. Không có, bây giờ bên Mạnh Thường Quân ta cho bao nhiêu? Bây giờ ta cho bao nhiêu là bây giờ mình tính như mình làm gỗ ghẹm.
gói ghém ha. À, gói ghém đi. Gói ghém quá thì mình có đủ vừa cho gia đình của anh 4 người hay không? Bây giờ là nếu mà ba mấy triệu là không có đủ. Cái phần này là không có đủ. Ủa với cái phần cuốn nền ở dưới là khoảng 8-9 triệu gì không anh? Ừ. Cuốn nền ở dưới là 10 triệu. 10 triệu thì ở trên còn khoảng 20 mấy triệu nữa. 20 triệu không đủ vì sắt bây giờ với ton với đằng với cột bọng này là nó không có đủ. Ừ. Thì nó khoảng 50 mấy triệu hả? Ừ, 50 mấy triệu đó, 50 mấy triệu đó, đó là làm là không có xây tường đó. Thôi thì bây giờ em hôm nay thì gặp anh thì cũng được qua giới thiệu qua bạn của em thôi. Rồi. Đó, thì bây giờ anh thử tính giật cho em thử chính xác thôi, số tiền là cái nền là ngang 5 mét. Rồi, dài 12. Dài 12 mét, ngăn thành 2 phòng và có nhà vệ sinh là bao nhiêu tiền? Thì anh thông báo cho em, để em biết em còn dự tính ha. Rồi. Chính xác là bao nhiêu tiền giùm em. Rồi. Để em báo lại chứ bây giờ nếu như mà 30 mấy triệu mà không đủ. Không đủ. Mà nếu như mà anh cứ nói là bây giờ mình sẽ gom gọn lại thì không thể nào mà mình gọn lại được nữa. Rồi. Tại vì nhà 4 người mà 5-12 thì mình không thể nào gọn được nữa anh Sang. Rồi. Đúng không anh? Dạ. Rồi. Đó, em thì thông báo cho anh vậy. Hôm nay thì em nói là cũng được ba mấy triệu, em dự định là 30 mấy triệu là đã đủ rồi. Không có đủ. Anh cũng gọn xong hết rồi đó hả? Rồi. Dạ đi thôi, bây giờ mình đi vô nhà đi. Thì hôm nay gặp anh Chiến là như vậy là em cũng rất là vui rồi. Rồi. Rồi cảm ơn anh Chiến về nhà, có thể ngày mai anh cho em hay nha. Rồi em cho số điện thoại anh nè, bây giờ anh đang làm ở nhà bên Thành Lợi cho nó, bây giờ anh lãnh làm đang làm cái gì nè, đang nhà gì nè, mà xây tường mà bên đó nó cho 50 triệu dưới nhà tắm dưới nhà cậu làm riêng. Dạ. Rồi hôm nay á thì đến đây để quay cho cô bác quý anh chị biết luôn á là trước đây là ngôi nhà của anh Sang này là nhà của bên vợ của anh. Anh thì đang nuôi với lại ba người con của mình. Và vợ của anh thì lại bỏ đi rất là bỏ đi cách đây hơn một năm rồi. Phải không anh? Đứa con. Và hai giờ đến thời điểm này giờ này thì hai con của anh chưa đi học về. Và trong ở video clip trước Bùi Hồ có quay về cái nhà của anh thì cô bác quý anh chị đã thấy nó đã mục nát hết rồi. Và hôm nay thì một lần nữa mời cô bác quý anh chị cùng vô tham quan nhà anh Sang lần nữa để có thể là ủng hộ thêm cho anh một phần nào, tại vì còn thiếu khoảng mười mấy triệu nữa mới đủ tiền đó. Bây giờ vô đây, ông già vợ sống bên vợ đó, căn nhà thì ở trên đây nó đã mục, tại vì ngày mấy hôm nay thì mưa gió rất là nhiều mà sợ em cũng đi nhiều, em cũng sợ lo cho anh đó, nhà không biết các bé nó như thế nào. Ở con anh nói là con của anh đâu Dương à? Đây thằng này lớn, còn hai cái kia đi học. Dương con ngồi đi con. Ngồi đi con. Ngày nay đi theo anh để anh Tư lên đây ngồi luôn nè, ngồi xích vô. À con là đi theo đang theo Dương. Theo chú này nè hả? Dạ. Theo trả nó ngày có 150 đó. Nó mấy tuổi ha? Con năm nay tên gì, con có thể giới thiệu cho mọi người, cô bác anh chị biết được không? Con Dương năm nay nhiêu tuổi? Con nay 16 tuổi. Con 16 tuổi, ngày con làm được nhiêu tiền? Ngày con làm được 150. 150 ha. Rồi con nghỉ học bao nhiêu năm rồi? Nghỉ học này lâu rồi. Lâu rồi hả? Dạ. Con đi làm hồ theo chú này là bao nhiêu năm? Mới đây à. Mới thấy hoàn cảnh khổ quá rồi vẫn đi làm. À, mới đây à, ngày được 150. Rồi ăn uống còn được nhiêu? Ăn uống gì bao luôn. Bao luôn chứ hả? Hoàn cảnh khổ quá trời, khổ rồi sao mà không bao được. Dạ. Thấy khổ gì đó, hoàn cảnh khổ gì đó. Rồi hai bé hôm nay là đi học chưa về anh Sang ha? Dạ, chưa đi học hay chưa về. Ừ, con có ước muốn gì không Dương? Muốn con được cái nhà đi, được cái nhà, cha con được sống hạnh phúc. Hôm ngày thì mưa gió nhà mình có dột tạt không con? Có dột mấy cái dán nha. Vậy hả? Ngủ được không? Không. Không hả? Ngủ mưa lớn quá ngủ không được, cuốn lại. Cuốn lại hả con hả? Ồ. Rồi anh Sang, hôm qua có một cái trận mưa có ngủ nghe gì được không? Cũng ấy, mưa cũng nhỏ mà đều cũng ngủ có được đâu anh ơi. Dạ. Cũng sợ, lo sợ, thấy chuyện quá rồi cũng sợ. Ừ. Hôm nay thì mấy bé mấy đi học mấy giờ mới về? Giờ 4:30. Thôi hôm nay thì gặp chú Chiến ở đây, anh Chiến ở đây thì cũng bàn tính như thế thì dự tính của em thì khoảng ba mấy triệu nhưng mà nó chi phí vậy thì nó hơi cao rồi. Thì bây giờ thôi bây giờ mình dự định là hôm trước nói nếu như mà đủ á thì mình sẽ mùng 9 mình sẽ khởi công luôn. Đấy. Mình xây luôn nhưng mà thôi thì bây giờ để coi thêm vận động thêm một phần nữa ha. Rồi hôm nay thì có dịp đến đây thăm lại cái hoàn cảnh gia đình của mình
Nói chung là gặp hai đứa bé kia thì mọi người cũng rất là thương, với lại thương cho gia đình của anh Sang cũng như là bé Bảo Trân với lại bé Trần Lý. Trần Lý á. Thì rất là mọi người rất là thương và cũng đã nhanh cô bác quý anh chị cũng đã ủng hộ rất là nhiều. Dạ. Ha, thì hôm nay thì em sẽ công bố số tiền của Mạnh Thường Quân ủng hộ cho gia đình của mình luôn nha anh Sang. Dạ. Thì cái số tiền này em sẽ giữ luôn cho gia đình của mình. Dạ. Nha. Rồi em sẽ công bố trước ở đây, rồi trên clip này rồi khi nào đủ thì em cho anh hay rồi sẽ tiến hành mình khởi công, mình xây nha. Dạ. Dạ. Thì qua thưa cô bác quý anh chị, qua đến quay clip thì gọi rất nhận được rất là nhiều ủng hộ của cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân trong nước cũng như là ở ngoài nước. Đó, thì hôm nay thì Bùi Hồ xin mặn phép công bố qua cái số tiền mà danh sách ủng hộ cho anh Sang ở quê ở Tháp 10 Đồng Tháp đến 15 đến thời điểm là 15 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2020. Đây là cái số tiền thứ nhất là anh Lý Văn Thiệu là Việt Kiều Mỹ 500 USD. Anh Lý Văn Thiệu này là lúc trước là có ủng hộ cho gia đình của chị Nguyệt 1.500 USD. Đó, chị Xuân là Việt Kiều Úc 8 triệu đồng. Anh được là ở Hồng Ngự, anh được là người mà cất cho cái gia đình của chị Nguyệt ở trên cái chiếc ghe đó là 2 triệu đồng. Bắc Hoa là Việt Kiều Úc là 100 đô Úc tương đương 1.701.000 đồng. Anh Toàn Võ Jupiter bang Florida, tiểu bang Florida của Mỹ 100 USD. Chú Định Mỹ là Việt Kiều Mỹ, ở trong tin nhắn thì gọi là cô Hoa thì 100 USD. Anh Thanh là Việt Kiều Mỹ là 500 USD. Tổng cái đợt 1 nếu như nhận luôn của phần anh Thanh á thì em nhận được là 1.200 USD cộng với 11.701.000 đồng. Đó là tổng cái số tiền của mình. Thì em dự tính là nếu như mà 1.200 USD á thì nó khoảng 1 USD và nó tương đương với lại 100 USD tương đương với lại 2.300.000 đồng. Thì nhân cho 1.200 thì nó khoảng 27 triệu với 11 triệu. 27 triệu với lại 11 triệu thì nó ra là 40. 27 với 11 là 37 phải không? 37 38 triệu, nó khoảng 38 triệu. Đó, đó 38 triệu. Dạ. Thì đó là cái số tiền mà em nhận được đến cái thời điểm này để cho anh Sang cắt nhà. Với là hôm trước thì em cũng có trao cái số tiền của chị Melinda là Việt Kiều Mỹ cho anh 100 đô đó anh Sang. Yeah. À, đó thì một lần nữa thì đến thời điểm này Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Thì anh Sang anh có muốn nói lời nào với lại cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân không anh Sang? Thôi vậy xin cô bác chứ mấy anh chị bên Mạnh Thường Quân thôi giúp đỡ vậy thôi mà giúp cho Sang vậy cũng là Sang rất cảm ơn là rất nhiều. Dạ. Muốn khóc nữa hay vậy? Như hoàn cảnh vợ con không có, vợ đi khổ vợ với mấy ba cha con không dạ, có đất dạ. Có vườn chứ. Rồi ngày. Con có nói lời nào không? Con cũng có nói cảm ơn con. Mình đừng quên giúp đỡ cho gia đình. Con đã cho em bé nói. Con có nói lời nào không? Dạ con cũng rất cảm ơn. Ừ. Thì thôi thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã ủng hộ gia đình của anh Sang với số tiền này. Thì rất mong Bùi Hồ rất mong sự ủng hộ thêm của cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân gần xa để cho anh Sang có thời gian tới có thể hoàn thiện được cái căn nhà để tránh mưa tránh nắng nè, rồi nó sẽ tránh bị mưa gió thời gian sắp tới nó sẽ bị có thể đổ ngã bất cứ lúc nào. À, thì hôm nay thì công bố như vậy cho Mạnh Thường Quân nắm rõ. Rồi còn nếu như mình trong khoảng 2-3 ngày nữa thì mình có nhận được thêm á thì mình sẽ liên hệ để mình tiến hành 19 anh. Mình 19 mình động thổ mình xây luôn. Còn không được thì mình sẽ tính theo cái phương án 2 là mình sẽ xây nhỏ lại nha. Rồi một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị. Dạ, Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi cái gì là cái đó phần bên phần này là...